Nếu bạn đang trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời, hãy nghe ngay video này. 1. Học cách tự khuyến khích mình trên mọi phương diện thông qua việc chấp nhận những sai lầm của mình và chấp nhận sự thật rằng bạn là người không hoàn hảo. Điều này không có nghĩa là bạn không học cách sửa đổi những thiếu sót của mình. Thay vào đó, bạn đang trở nên dễ tính và tử tế với chính mình khi bạn mắc sai lầm. 2. Hãy ngưng tự chỉ trích bản thân một cách tiêu cực. Khi mắc sai lầm, nhiều người trong chúng ta thường tự phê phán mình thật khắt khe, rằng mình thật ngu ngốc hoặc mình chẳng làm nên trò trống gì cả. Chúng ta cần thay thế những thông điệp tiêu cực đó bằng những lời lạc quan hơn, kiểu như mình sai rồi, thôi không sao, lần này là để mình học hỏi thêm, lần sau mình sẽ làm tốt hơn. Nhận thức được như thế, dần dần bạn có thể ngăn mình lại khi phát hiện ra bạn đang tự chê bai mình và chuyển sang một cách nói khác tích cực hơn. 3. Hãy tử tế và lạc quan với chính mình. Khi bạn bắt đầu suy nghĩ một cách tử tế và lạc quan về chính mình, thì tình yêu dành cho bản thân sẽ dần phát triển. Hãy biến việc tự động viên mình thành một thói quen hàng ngày. Suy nghĩ được như thế, tự nhiên bạn sẽ thực hiện được những hành động hỗ trợ cho sự phát triển của mình. 4. Ghi nhận nỗ lực của bạn. Không phải lúc nào bạn cũng là người chiến thắng hay gặt hái được thành công trong mọi việc. Nhiều khi, thành công chính là việc bạn đã nỗ lực thật nhiều. Bạn cần nhận thức rõ rằng mình đã cố gắng hết sức, thậm chí ngay cả khi bạn không thể tạo ra được một kết quả nào cụ thể. 5. Hãy để nỗi lo lắng qua đi. Thật kinh khủng khi sống mà cứ lo lắng mãi. Sự lo lắng chẳng giúp được gì cả. Thay vào đó, bạn hãy dành thời gian để nghĩ về những gì bạn cần làm để cải thiện tình hình. 6. Nếu bạn đã từng phạm lỗi trong quá khứ, khiến bạn cảm thấy mình không xứng đáng được coi trọng, thì giờ bạn cần phải quên nó đi. Tất cả chúng ta đều có sai lầm. Vì thế, không cần phải tự trừng phạt mình quá nhiều. Hoặc nếu bạn đang phải chịu sự tổn thương về tâm lý vì một bi kịch trong thời thơ ấu, hãy học cách tự tha thứ cho bản thân và biết rằng đó không phải là do lỗi của bạn. 7. Hãy biểu lộ thái độ biết ơn cuộc đời. Hãy cảm kích vì bạn đang được sống và khỏe mạnh và có đủ khả năng để làm nên điều khác biệt trong cuộc sống. 8. Bản thân mình còn không tự tin tưởng thì đừng hà cớ bắt người khác phải tin tưởng bạn. 9. Đừng nên để cảm xúc tiêu cực xâm chiếm bản thân bạn. Một chiếc thuyền ung dung đi trên biển khi nó không để nước lọt vào trong. Tâm hồn bạn cũng thế. 10. Trên thế giới này, xung quanh ta không thiếu người yêu thương trân trọng ta. Hãy tin tưởng và yêu thương bản thân, vì nó là người đồng hành duy nhất và trung thành với ta đến cuối đời. 11. Trong tình yêu, nhiều lúc để trái tim lên tiếng, đó là một quyết định đúng đắn. Nhưng hãy cân bằng giữa lý trí và con tim. Người ấy yêu bạn, chúc mừng. Hãy yêu, trân trọng và yêu hơn nữa. Còn không, hãy mỉm cười bước đi. Cứ đi đi, ta sẽ gặp đúng người. Đừng vì đôi lần thất bại trong tình yêu mà không bao giờ dám tin vào một tình yêu đúng đắn. Hãy nhớ, trong tình yêu, không phải cứ yêu sai đắm là sẽ được đáp lại bằng thứ tình cảm nồng nhiệt. Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ. Cái sai chính là thời điểm. 12. Buồn thì khóc, hay làm gì có thể bộc lộ những cảm xúc tiêu cực ra. Để sau đấy ta cười, cười để đối mặt và bước tiếp. Đôi lần vấp ngã, té rồi đứng dậy. Hãy tìm ra mục đích cuộc đời ta, để dù bầm dập, máu me be bét hay kiệt sức đến nỗi chỉ còn có thể bò. Bò để đến với nó. Đừng có bỏ cuộc, hãy tin tưởng bản thân mình.
chúng ta đang làm gì với bản thân mình vậy? Một vị bác sĩ nổi tiếng nói với tôi rằng: "Tôi không hiểu giới trẻ các anh chị ngày nay nghĩ gì nữa. Mới chỉ có hai mấy tuổi đầu đã bị đau dạ dày. Các anh chị làm ra tiền, xong tiền đấy lại mang đi khám bệnh, uống thuốc. Nó có phải là một cái vòng luẩn quẩn ngớ ngẩn không?" 2. Đồng ý rằng công việc áp lực deadline không thể thay đổi được, nhưng cuối cùng mọi việc mà chúng ta làm cũng đều chỉ vì có cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn. Ép sức khỏe bản thân đến cùng kiệt, liệu có đáng không? 3. Làm việc để sống, chẳng lẽ bạn muốn đếm từng đồng tiền một trên giường bệnh? 4. Đừng viện cớ vì nọ vì kia mà bỏ quên mất bản thân mình. Vì đến khi ngã xuống rồi, cơ hội để hối hận có thể cũng không còn. 5. Tập cho bản thân thói quen ăn uống sinh hoạt có điều độ. Sáng ăn cho mình, trưa ăn cho bạn và tối ăn cho kẻ thù. 6. 70% cơ thể bạn là nước, hãy nhớ uống đủ nước. 7. Nếu có thể, cứ 30 phút bạn hãy đứng lên thay đổi trạng thái một lần, hoặc là bạn có thể đi vệ sinh hoặc đi lại vận động đôi chút để cơ thể được thả lỏng. 8. Hãy tranh thủ ngủ trưa, không ít thì nhiều, chỉ 15 phút thôi. Não bộ và cơ thể cũng đủ thoải mái để bạn quay lại làm việc buổi chiều. 9. Tập cho mình thói quen làm ra làm, chơi ra chơi. Phương pháp Tomato Times là bí quyết cứu cánh giúp bạn làm việc tập trung hơn. 10. Tiền suy cho cùng cũng chỉ là giấy. Tờ giấy bạc đấy có thể khiến cuộc sống của bạn dễ thở hơn, nhưng không đời nào mua lại được sức khỏe, tuổi trẻ và những năm tháng đầy ước mơ của bạn được. 11. Cảm thấy bản thân muốn và thực sự không khó chịu thì hãy làm. Còn làm chỉ vì cưỡng ép thì nói thật, sếp có trả cho bạn bao nhiêu cũng không đủ. Hãy làm thứ mà bạn có thể enjoy thực sự vào công việc. 12. Nếu chưa có gia đình, đừng khiến bản thân gục ngã vì bạn còn bạn bè. Hơn hết là bố mẹ đang đợi bạn mà. Còn nếu đã có gia đình, bạn biết mình quan trọng như thế nào với người thân mà. 13. Đừng quá ép bản thân. Sức khỏe vẫn luôn là thứ mà dù bạn có giàu đến mấy mà không có nó, đời bạn vốn cũng chẳng có ý nghĩa gì mà. 14. Cũng mong rằng dù bạn có là nhân viên hay đang làm sếp, quản lý, hãy quan tâm đến nhân viên của mình hơn. Một cái đầu không tỉnh táo, không tài nào cho ra những sản phẩm hoàn hảo được. Làm ơn, hãy thương nhân viên mình hơn. 15. Câu chuyện gần đây về bạn làm phim ra đi ở tuổi 31 đã một lần nữa như hồi chuông cảnh tỉnh tới tất cả chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng thật ra, con người ai cũng có giới hạn của mình. Bạn cũng không còn trẻ và khỏe như bạn nghĩ đâu. Nguyên tắc sống bạn nên nhớ. 1. Không cần nói mình là người có tâm. Cái tâm thể hiện trong mỗi việc mình làm cho đồng đội, những người đang sát cánh bên mình và cho khách hàng, những người đang ủng hộ mình. 2. Không cần nói mình là người tốt. Tốt hay xấu hãy để cho người đời đánh giá. Quan trọng là sống sao không hổ thẹn với chính mình. 3. Không cần nói mình đang làm đúng. Đúng hay sai chỉ có thời gian mới trả lời được. Đúng hay sai cũng thay đổi theo nền văn hóa và hoàn cảnh lịch sử. 4. Không cần tự cho mình giỏi. Giỏi hay không thể hiện bằng kết quả. Chưa kể núi cao còn có núi cao hơn. 5. Không cần nghĩ mình có tầm nhìn. Tầm nhìn chỉ thật sự có khi mình đã đến đó. Chỉ cần luôn nỗ lực tiến về phía trước. 6. Không cần ngại đấu tranh vì những điều mình tin. Vì nếu không sẽ chẳng ai dám tin vào mình. 7. Không cần sống vì người khác nghĩ gì về mình. Sống vì mình làm được gì cho những người yêu thương mình. 8.
không nên quá chú tâm giải thích đúng sai hoặc làm bậc trí giả. Trên đời, chúng ta thường nghĩ cách giải thích cái gì đó, nhưng mà một khi giải thích, ta lại phát hiện rằng bất kể ai giải thích đều là người yếu ớt, thậm chí sẽ càng bôi nhọ mình hơn. Núi dẫu không nói rõ độ cao của mình, thì độ cao của nó cũng không hề bị ảnh hưởng. Biển không nói rõ độ sâu của mình, thì việc chung nạp trăm sông đổ dồn về nó cũng không có gì là trở ngại. Mặt đất dẫu không nói rõ độ dày của mình, thì cũng không có ai có thể thay thế nó làm chỗ dựa cho vạn vật được. Đừng đánh giá thấp bất kể ai. Bạn không có nhiều khán giả, đừng mệt mỏi như vậy. 9. Không nên tự nhiên nổi giận, vì không phải ai cũng là con nợ bạn. Có thể hiện tại bạn đang rất thống khổ, nhưng khi vượt qua khoảng thời gian ấy, nhìn lại bạn sẽ phát hiện, kỳ thực điều đó cũng chẳng là gì. Chúng ta thường phàn nàn cuộc sống bất công với mình, nhưng thực ra cuộc sống căn bản không biết được chúng ta là ai. 10. Không nên nói rằng ai tu luyện tốt hay không tốt. Tu hành là việc cá nhân, người khác chính là một cái gương phản chiếu chính cái thiếu sót trong tu luyện của bản thân mình.